Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 14 trang 75 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 14 ở đây là một bài toán đố. Trong các tứ giác ABCD và EFGH ở trên giấy kẻ ô vuông như ở hình 31, tứ giác nào là hình thang cân và vì sao? Ở đây thì cô sẽ đi chứng minh hai tứ giác này sẽ là hình thang cân hay không. Đó là dựa vào yếu tố là cô sẽ đi kiểm tra hai đường chéo và cô sẽ đi tính xem là hai đường chéo ở đây xem có bằng nhau hay không. Nếu như chúng bằng nhau thì cô sẽ kết luận được nó sẽ là hình thang cân. Và trước khi để kiểm tra là hình thang cân thì chúng ta luôn phải nhớ có một yếu tố, đó là xem là hai tứ giác này đã là hình thang hay chưa. Thì ở đây các em nhận thấy được hai tứ giác ở đây của chúng ta đều có một cặp cạnh là song song với nhau rồi, đúng không? Nên hai tứ giác ở đây đã là hình thang. Vậy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra thêm một yếu tố, đó chính là đường chéo có bằng nhau hay không thì sẽ kết luận được chúng là hình thang cân. Vậy đầu tiên ở đây cô sẽ đi xét đối với tứ giác ABCD. Ở đây cô đi xét tứ giác ABCD. Đối với lại tứ giác ABCD này thì các em nhận thấy được đó chính là AB song song với CD. Nên lúc này chúng ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD ở đây là hình thang. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra thêm yếu tố về hai đường chéo để chúng ta kết luận được xem chúng có phải là hình thang cân hay không. Và dựa vào trên hình vẽ này, đầu tiên cô sẽ đi tính đường chéo AC. Ở đây thì cô xét trong cái tam giác vuông đó là AKC. Ở đây của cô là dựa theo ô ly. Ở đây đúng không? Cô hạ từ C xuống, ở đây cô gọi là K. Và lúc này xét tam giác ACK vuông tại K thì cô có như sau. Xét tam giác ACK vuông tại K thì mày cô có, đó chính là AC bình phương chính bằng AK bình cộng với KC bình. Vì ở đây là các ô vuông nên các cạnh của ô vuông ở đây là bằng nhau. Và cô giả sử mỗi một ô vuông này có cạnh là 1. Vậy thì lúc này AK của chúng ta sẽ là 4 đúng không? CK sẽ là 1. Vậy thì AK bình sẽ là 4 bình phương cộng với CK bình, tức là cộng với 1 bình. Và cho chúng ta kết quả đây là bằng 17. AC bình bằng 17. Tương tự như vậy thì khi xét đối với cạnh BC thì cô sẽ hạ đường cao từ B xuống đây, đúng không các em? Thì lúc này cái tam giác mà cô xét cũng sẽ là tam giác vuông. Và có một cạnh góc vuông ở đây bằng 4, một cạnh ở đây cũng bằng 1. Nên chứng minh hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng sẽ tính được BD bình như sau. Vậy thì ở đây tương tự nhá. Tương tự chúng ta cũng có được đó là BD bình phương thì sẽ bằng 4 bình cộng với 1 bình và cũng cho chúng ta kết quả đây là bằng 17. AC bình phương bằng 17, BD bình phương cũng bằng 17. Nên từ đây các em sẽ suy ra được đó chính là AC bình phương bằng với BD bình phương, hay ở đây các em suy ra được là AC bằng với BD. AC bằng với BD rồi. Vậy thì lúc này ở đây do đó tứ giác ABCD sẽ là hình thang cân. ABCD là hình thang cân. Và tứ giác là hình thang cân lúc này là theo dấu hiệu nhận biết là có hai đường chéo là bằng nhau, đúng không em? Rồi, tiếp theo thì cô sẽ đi xét đối với lại tứ giác EFGH. Đối với tứ giác EFGH thì lúc này đầu tiên đó là cô sẽ đi chứng minh tứ giác ở đây là hình thang. Thì ở đây chúng ta có FG thì song song với lại EH, nên ở đây chúng ta sẽ suy ra được tứ giác EFGH ở đây là hình thang. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra hai đường chéo. Đầu tiên, ở đây chúng ta nhận thấy được đường chéo thứ nhất là EG của chúng ta ở đây là bằng 4, đúng không các em? Tiếp theo, cô cần phải tính được
về đường chéo FH. Thì lúc này các em sẽ nhận thấy này, đường chéo FH ở đây thì khi mà cô nối từ F sang đây thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một tam giác vuông, đúng không? Có một cạnh góc vuông ở đây bằng 3, một cạnh góc vuông ở đây bằng 2. Vậy thì lúc này FH bình phương của chúng ta sẽ bằng 2 bình phương cộng cho 3 bình phương. 2 bình phương cộng 3 bình phương chúng ta được kết quả là bằng 13. Và từ đây cô sẽ suy ra được FH ở đây sẽ bằng căn 13. Các em nhận thấy EG bằng 4, FH bằng căn 13. Vậy thì ở đây FH của chúng ta là khác với EG. Vậy thì lúc này các em sẽ suy ra được ở đây là tứ giác EFGH không là hình thang cân. Rồi, không là hình thang cân. Rồi, vậy là đến đây thì ở bài 14 chúng ta đã kiểm tra được tứ giác ABCD là hình thang cân, còn tứ giác EFGH không là hình thang cân. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 14 trang 75 sách giáo khoa toán 8 tập 1.